trên đường để qua đón bé Đà. Hello. Nói tiếng Anh mà em không hiểu luôn á. Tại vì em đâu biết tiếng Anh đâu. Công ty cho một thằng đứng tên thôi. Thằng đéo gì mày phải làm chung. Hey. Còn vài người đang dưới à. Đi lấy khăn giấy ướt để lát hồi chị này lên cái lẩu. Không. Đó đó cậu ông tóc của ông có xài keo không? Không, mới tóc này là tóc trời ơi. Tóc này sấy cái đã nằm rồi. Cái này là điếm. Cái đương nhiên là nước miếng không á. Đến sân bay. Bây giờ buổi giữa hơi sẹo nên phòng lại nữa. Ngày 33. Phòng lại. Phòng xuống. Hôm nay em thấy người này là khôn. Đón xe đi về sáng. Đi máy bay thì bị ù tai rồi chạy. Thì giờ le lưỡi ra đến đây đi. Em dán rất là à, quân passport đâu? Cái vé bay đâu? Tại cái vé bay có dính trong cái bỏ rồi. Thầy cuốn hả? Trời chớn, nó dính vô cái vali của con này cha. Đậm quân chị. Cảm ơn chị. Xe ngoài á. Follow ai? Ờ giờ đi ăn đi, giờ đi ăn. Bây giờ bắt đầu đi về khách ơi về. Giờ về khách sạn check in mọi người cũng mệt rồi thay đồ rồi chắc tụi mình đi kiếm gì ăn. Rồi đó họ đi bơi. Ủa Quân đi đâu hả? Biết ai đó không mà đi. Biết ai đó mà đi trước vậy? Đợi chút để em sẽ gọi điện thoại cho. Mình về Interpol. Ờ đúng rồi, anh gọi em nãy đúng không? 16 chỗ. Ok vậy phải không? Okay. Xe ok đúng không? Đúng rồi. Ngủ nữa. Ủa em ngủ luôn hả? Mấy chiếc đi nỉ nghỉ quá mà. Đây là có mới vợ chồng tôi được có con hả? Cà lột cơ. Trời ơi cho em cái ghế đó. Có con không mà. Không gì mắc không gì. Ngon Quân không? Ngon ngon. Ăn chưa biết ngon? Chưa ăn. Ăn mắm à. Để những phòng để mới có phòng của mình với lại phòng của một cặp của bạn vợ mình có phòng trước nhưng mà còn hai phòng chưa có thì mọi người đang chờ chắc khoảng 5 phút nữa là có phòng mọi người sẽ thay đổi chuẩn bị đi bơi. Nhưng mà nó thật về GoPro chụp hình nó đẹp nha, giống như là khi mà bạn nó chụp hình ngược nắng thì cái tấm hình nó sẽ bị tối lại, nhưng mà hồi nãy mình chụp mấy anh em thì dù có bị ngược nắng thì tấm hình không tối, thì mình sẽ để tấm hình ngay đây cho các bạn coi thử. Nó thì nó không có bị ngược nắng nhưng mà sau khi mà mình chép qua điện thoại thì mình có thể chỉnh sửa được. Nếu mà đi xuống buổi chiều á là nó quay được rồi, đúng rồi. Buổi chiều cũng đẹp luôn. Trời ơi, chiều ai cũng ngủ như cái máy vậy. Ai ngủ như máy? Em anh ngủ không? Anh ngủ rồi có nửa đó. Tiếng mà. Anh là em. Ngủ ngủ như con heo vậy. Anh cứ nằm 10 phút. Với anh chai nắng nữa nè. Ngủ đã thì chứ. Cả sức bạn vô sức bạn. Ngược lại.
đi. Mọi người gì vậy? Cái đường không? Bây giờ đi xuống lấy đồ cho Dư ăn. Yeah, come on. Okay. Hi, I would like to can someone bring this up to my room? What's okay. your number, sir? 0808. All right, thank you so much. Thank you so much. Ở đây tên gì chứ? Bên trung tâm. Bây giờ mọi người sẽ chuẩn bị đi ăn, xong rồi cùng nhau đi ra sailing chơi. Chắc là sẽ đi mua dép cho anh Khoa, chị Dũng Khoa quên mang dép theo rồi. Ủa dép chưa? Ở dưới tầng này cho mình luôn. Ừ. Wow, chú đáo đi nha. Chú đáo chứ. Tâm lý, tâm lý. Nói chứ, má em là chủ quán này mà. Phải đi coi phải không Quân? Ăn chứ? Thằng Hiếm mà. Thằng Hiếm mà biết mới ăn. Biết mới ăn mà. Tao chỉ là ba cái gì vậy? Con đây á, 2.8. Cái bình nước ở đâu đó lão? 8. Rồi, hết luôn. Bù luôn, bò cơm, xíu mãi luôn. Ở đây á, tôm bự á, là 1.8, một con xí á. 1.4 rẻ hơn. Ở giống như con nãy của ngoài á. Tại ngày mai đi ra đảo sẽ ăn tôm hùm rồi. Cái này là 1.4 đúng không? Dạ, 1.4. Nướng tỏi đi. Tỏi cắt đôi ra nha. Cái càng giờ mới lột rồi. Bộ cái áo nè, đẹp phải không? Cảm ơn nha. Lên đi, lên xe đi. Lên đi Định. Giỡn giỡn ai quay gì? Máy nhỏ xíu sao quay được. Không chơi tính tiền không chơi. Máy không chơi chị. Em tin tiền á, chị đừng ngồi em tin tiền. Ủa giờ giữ bóp hả vợ? Ủa giỡn taxi luôn hả? Taxi. Bây giờ phải đi kiếm taxi nữa. Hồi nãy á, mọi người vô đó mua đồ ăn hết là 1.3 mấy, khá là nhiều. Và bây giờ chuẩn bị đi mua xôi, mua quả cho đồ ăn, mua mì gói, mua heo, mua kem, mua tùm lum á. Hết 1.3 mấy, bây giờ đón xe đi mua xôi nữa. Bây giờ ở đầu lấy sức để ngày mai đi ra đảo. Bây giờ ngày mai sao không có mưa. Ai lựa ra vé trên Khoa đẹp vậy hả? Anh tự lựa mà. Ôi dạ. Ôi vé này đem Sài Gòn vô á. Đi 42 nhưng mà có mày hơi chật á. Không, không, giờ vô đổi cũng đâu có cho luôn. Để mà em kỷ niệm anh. Đi về chán khách sạn mà. Đi về chán khách sạn á. Dột điểm nội. Tự thiệt. Không nha. Sao sao khẽ anh biết không? Đây có sơ gất rồi nọ nữa kìa. Đây súng rồi nha. Bây giờ tới xôi xấu khẽ. 7 hộp đầy đủ nha cô. Trên đường 23 tháng 10 số 2. Nói xôi Sáu Khải thì ai cũng biết đó, không còn nhất thiết phải nhớ địa chỉ đâu. Thì ở đây bán khuya. Thì các bạn nhìn chéo qua bên đó đối diện đường á, bên đó bán bún riêu rất là ngon. Từ đây mình nhìn thẳng bên đó, bún riêu rất là ngon, cũng bán khuya luôn. Ở đây vừa bán xôi mặn, với lại xôi gốc
rớt mấy cái xương ngọn đó, mình nghĩ vậy. Sô bắp đó. Mà cũng có bánh bao nữa. Mặc dù là đã mua đồ ăn ở siêu thị vẫn ghé Sô Sáu Khải để ăn thử. Bây giờ về khách sạn, vô phòng nợ quân chơi, ăn uống rồi tới sáng mai 9 sáng dậy bắt đầu lên đường đi ra đảo, hy vọng mai sẽ không có mưa. Ổ quân bỏ đó lắm, ổ quân lấy cái chai nước này giùm chị bên này đi. Ở đây rất là ngon, có muỗng. Nói thì trễ, dù bán khuya tới trễ chút xíu là sẽ hết, chắc chắn luôn. Nhiêu tiền nha cô? Bao nhiêu hộp? 7 hộp mà 140. Rẻ chứ, 7 hộp có 140 rồi. Cho về khách sạn Intercon nha anh. Mấy đình kia ra mua cho lắm luôn, để định có ăn đâu. Trời, đình mua để định em về Sài Gòn á. Sài Gòn đâu có bán mì gói đâu. Hồi đó em đi Thái Lan mua mì gói về Sài Gòn nhờ chứ bộ. Với lại ngon lắm. Đâu với lại heo hai lát cũng đâu có Sài Gòn đâu. Rồi, mấy xíu định đi chơi, tốn hai mấy triệu nữa rồi. À, tính nổi iPhone X đó em. Ôi, 13 khắc 13. Hello.